Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Song Hoa. Các bạn thân mến, để không bỏ lỡ tất cả những tin tức mới và hot nhất trong ngày thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nha. Và sau đây là nội dung chính có trong video ngày hôm nay. Mới đây thì Google Việt Nam đã công bố danh sách 10 bộ phim được tìm kiếm nhiều nhất năm 2021, trong đó có đến 6 bộ phim Hoa ngữ. Tuy nhiên thì trong danh sách này lại thiếu vắng hàng loạt tác phẩm của những tên tuổi đình đám. Và ngay sau đây hãy cùng Top Sao Hoa điểm qua 6 bộ phim Hoa ngữ oanh tạc bảng xếp hạng tìm kiếm Việt Nam năm 2021. Thứ nhất, Khi em mỉm cười rất đẹp. Khi em mỉm cười rất đẹp đứng ở vị trí thứ tư trong top 10 bộ phim được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam năm 2021. Khi em mỉm cười rất đẹp là bộ phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thành Mỗi. Phim có sự tham gia diễn xuất của Hứa Khải và Trình Tiêu. Ngoài khắc họa câu chuyện tình oan gia của cặp đôi Lục Tư Thành và Đồng Dao, bộ phim còn khai thác tầm ảnh hưởng của game Liên Minh Huyền Thoại đến giới trẻ qua hình ảnh đội tuyển ZGDX. Thứ hai, Hạ Tiên Sinh Lưu Luyến Không Quên. Hạ Tiên Sinh Lưu Luyến Không Quên là bộ phim ngôn tình sủng ngọt, được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Cô Vợ Ấm Áp của Hạ Thiếu của Tần Diệp. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Ngụy Minh Chiết và Hồ Ý Hoàn. Chuyện phim xoay quanh mối lương duyên kỳ lạ giữa tổng tài Hạ Kiều Yến của tập đoàn Hạ Thị và nữ bác sĩ tâm lý Tần Dĩ Duyệt. Thứ ba, Bí Mật Nơi Góc Tối. Bí Mật Nơi Góc Tối được chuyển thể từ bộ truyện của Nhĩ Đông Thố Tử, kể về những năm cấp 3 đầy ý nghĩa của Lọ Lem Học Đường Châu Tư Việt. Cô trở thành bạn cùng bàn với Đình Di, một thiên tài toán học có phần ngỗ ngược. Ban đầu cả hai là oan gia nhưng về sau trở thành bạn tốt, cùng nhau học tập vươn lên và nảy sinh tình cảm với nhau. Thứ tư, Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân. Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân có sự tham gia của Vương Ngọc Văn và Vương Tử Kỳ. Phim là câu chuyện tình yêu ngọt ngào chuyển thể từ quyển tiểu thuyết ngôn tình ăn khách Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. 5. Nhất Kiến Khuynh Tâm. Nhất Kiến Khuynh Tâm là bộ phim lấy bối cảnh thời dân quốc với sự tham gia của dàn diễn viên cực phẩm là Trương Tịnh Nghi và Trần Tinh Húc. Phim được kỳ vọng sẽ là bom tấn màn ảnh nối tiếp tác phẩm Ngược Luyến Chưa Kịp Nói Yêu Em. Thế nhưng nhiều khán giả không khỏi hụt hẫng khi cảm xúc nhận được khi theo dõi bộ phim lại không được như kỳ vọng. 6. Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh quy tụ dàn diễn viên đình đám của màn ảnh Hoa ngữ là Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba. Bộ phim nhận được sự quan tâm theo dõi và yêu thích của rất nhiều khán giả. Mình là Top Sao Hoa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới và hot nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.